thông tin là một bạn thí sinh đã bị chơi xấu. Trang phục đấy lúc đó là nó bị vứt trước cả ra như kiểu là dẫm đạp lên nó. Thật sự trong đó cái phòng nó rất là bụi. Em nghĩ các bé có thể bị quá nhạy cảm á. Nó không phải bị dơ, nó bị bẩn. Dơ bẩn là một thứ đó bà ơi. Em đâu có đổ tội chị đâu ạ. Sao chị lại phải đứng lên chị nói như thế nào? Em bình tĩnh để chị nói xong cái đã. Thứ nhất em không đổ tội cho một ai cả. Thứ em hai rồi, nó phải bẩn thì em mới nói. Em không có rảnh với chị. Hôm nay nó đã là một ngày quá là mệt mỏi em rồi. Mình hy vọng là bạn có phải hối hận gì điều đấy. Đồ em này rất là gọn gàng, không hiểu sao mọi người vứt đi lấy luôn. Nó sẽ không vấn đề gì nhưng đây không phải là bộ boxer và đồ mới. Anh nhận được thông tin là một bạn thí sinh đã bị chơi xấu thông tin. Em rất là muốn lắng nghe từ phía của em. Hôm nay mình có mang một bộ đồ để đi chụp poster. Mình đã gấp trong cách rất gọn gàng, để trong túi giấy cũng rất gọn gàng. Nếu mà nó chỉ là lật tung lên thì mình sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà cái cách bộ trang phục đấy nó phải chịu đựng á. Đó là nó bị vứt, cảm giác như kiểu là cái vải bò rất là cứng mà nó còn bị sờn đến cái nỗi mà xước cả ra như kiểu là dẫm đạp lên nó hay là kiểu trà nó lên đất vậy á. Đây không phải là việc mình nhạy cảm. Vì nếu mà nó thực sự là nó chỉ là rơi thì nó không đến mức như vậy. Mình không biết là ai là người làm điều đấy. Nhưng mình hy vọng là bạn sẽ phải hối hận vì điều đấy. Lúc đầu em không biết, em ở bên ngoài vô em thấy bộ đồ đó, em vô tình thấy cái khiên váy đó, hay là em không biết là váy hay là quần jean. Em là chính là người đem cái váy để đến cái vali đó. Lúc đó có Hào đúng không ta? Là Hào có nói là có mấy bạn bên thí sinh nào đó là có thể là đang trong lúc thử thách thì đem cái bộ đồ lỡ làm rớt xuống mà không có kịp phải chạy vô băng bên kia. Em nghĩ là các bé có thể bị quá nhạy cảm á. Không ạ, tại vì nó lại không được bỏ trong vali. Thật sự trong đó cái phòng nó rất là bụi. Nó không phải bị dơ, nó bị bẩn, nó bị là bị xước bẩn. Giới bỏ làm thứ đó bà ơi. Em đâu có đổ tội chị đâu ạ. Sao chị lại phải đứng lên chị nói như thế nhở? Thứ nhất em không đổ tội cho một ai cả. Thứ hai nó phải bẩn thì em mới nói. Em không có rảnh với chị. Hôm nay nó đã là một ngày quá là mệt mỏi với em rồi. Em bình tĩnh để chị nói xong cái đã. Chị là người để lên rất là gọn gàng mà không có ăn rớt. Nhưng chị có nói mà người ta làm rớt đồ như vậy thì bé có giải thích rồi, chắc là không có sao đâu, để lên đi. Còn chị nó giờ giống như cái sàn xi măng á, nó sẽ bị có phần bụi này kia, nó rất là dễ rớt. Cái là mình đạp chân nhẹ nó cũng bụi nó bay lên. Có phải còn đứt lên lúc mà em anh Hằng ngồi đấy không? Đúng rồi, đúng rồi, lúc đó có em mà. Có nghĩa là chị bỏ ra chị xem vào đồ hôm nay nó còn không bụi gì đâu. Đâu có đổ tội cho ai đâu, em chỉ bảo là em hy vọng người đó sẽ hối hận thôi ạ. Máy hai tiếng đồng hồ giảm cái điện thời gian đó, tất cả mọi người đều rất là mệt, 24 người đây và cả ekip rất mệt, mà cứ này nó đi nó lại hoài, mà hồi nãy ngồi ngoài này rất lâu. Tức là bây giờ anh mệt ạ. Tại vì em đã quá nhạy cảm. Thì lỗi vì em đã quá nhạy cảm. Thì anh nghĩ cái sự việc này sẽ là cái việc rút kinh nghiệm giữa hai bên. Một là về phía của các bạn thí sinh, khi mình đi ra mình di chuyển thì mình sẽ gửi lại cho bộ phận quản lý thí sinh giúp anh. Để từ đó bộ phận quản lý thí sinh biết trang phục của các bạn và bảo quản thật là tốt. Về phía bộ phận quản lý thí sinh cũng như các bộ phận quản lý ở các phòng thì mình sẽ rút kinh nghiệm lại để bảo quản thật tốt đồ đạc và trang phục tất cả các bạn. Và với cả Hương thì thực sự là anh rất là xin lỗi cái điều này, bởi vì là bộ phận quản lý thí sinh ngày hôm nay và các bạn đã chưa bảo quản được tốt trang phục cho em. Và anh sẽ giúp bọn em, giúp em là mình sẽ giặt và làm trang phục đó nó như mới. Còn với tất cả các bạn còn lại thì anh rất là mong là mọi người cũng hiểu về phía của Phương. Vì Phương cũng từ Hà Nội vào, bạn cũng chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi này. Và bạn thì cũng đang rất là trân trọng những cái trang phục của bạn ấy. Nên anh rất là mong là cả hai có thể làm ra chương trình thật là tốt. Vì không ai mong muốn những điều này xảy ra hết cả. Được không ạ? Đón xem tập tiếp theo của Fast Track 2022 by TikTok sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2022 trên kênh TikTok chính thức của chương trình, 21 giờ trên hệ thống các kênh digital của Multimedia VSC.